Ngày 4 tháng 10 năm 2018, Công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Trịnh Văn Dương, sinh năm 1991, ở xã Hà Bình, huyện Hà Trung, là thủ phạm gây ra liên tiếp 3 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thị xã. Tại cơ quan công an, Trịnh Văn Dương khai nhận do nghiện ma túy nên đã thường xuyên đi trộm cắp tài sản để lấy tiền mua ma túy. Trong các ngày 5 tháng 8 và 13-18 tháng 9, đối tượng này đã lợi dụng sơ hở của một số nhà dân trên địa bàn phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, không đóng cửa tôn trên tầng thượng nên đã đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản như máy tính để bàn, laptop, điện thoại iPhone X, máy in ảnh Canon, iPad cùng nhiều tài sản khác với tổng giá trị khoảng 48 triệu đồng.